Xin giới thiệu với các bạn một sản phẩm tuyệt vời đó là Firm and Tone Dietary Supplement Pack. Murat tin rằng một chế độ chăm sóc da và sức khỏe thực sự là một bài toán khó đối với mọi người. Vì thế chúng tôi muốn đem đến những sản phẩm giúp xây dựng một cơ thể khỏe mạnh toàn diện. Sản phẩm đáng kinh ngạc này ra đời để cung cấp một chế độ dinh dưỡng đầy đủ một ngày cho cơ thể. Đây được xem như là một giải pháp chăm sóc da và sức khỏe cho mọi người vì nó bổ sung đầy đủ những dưỡng chất cần thiết giúp mang lại cho bạn một cơ thể tươi trẻ và tâm trí lành mạnh. Điều này sẽ tác động tốt đến tâm lý giúp đem lại một lối sống lạc quan và tích cực hơn. Trong hộp sản phẩm này các bạn sẽ tìm thấy từng gói nhỏ. Trong mỗi gói nhỏ bao gồm các viên như sau. Đầu tiên là viên tổng hợp vitamin giúp thúc đẩy các chức năng giúp làn da khỏe mạnh. Tiếp theo là viên phức hợp hỗ trợ mô liên kết, cung cấp collagen giúp tăng độ đàn hồi và mượt mà cho làn da. Sau đó là viên axit béo thiết yếu giúp duy trì độ ẩm cần thiết cho da. Cuối cùng là viên tạo năng lượng cho tế bào giúp ngăn ngừa sự tổn hại và thúc đẩy sản xuất năng lượng cho tế bào. Chúng tôi chia nhỏ sản phẩm thành hai gói riêng biệt và tiện dụng. Một gói dùng vào buổi sáng cùng với bữa sáng của các bạn và một gói dùng vào buổi chiều trước 3 giờ. Vì thế bạn có thể dễ dàng dùng sản phẩm này mỗi ngày để đem lại đầy đủ những dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Vì uống tổng thể Firm and Tone giúp giảm nám, tàn nhang, giảm quá trình lão hóa da, giảm nếp nhăn do tuổi tác. Ngoài ra còn giúp bảo vệ da, tăng độ đàn hồi của da, giúp da căng, sáng và mịn màng. Hợp phức được cấp bằng sáng chế và được nghiên cứu trên nền tảng khoa học này giúp cải thiện rạn nước da đến 47% trong vòng 8 tuần và kích thích làn da săn chắc đến 78% trong vòng 8 tuần. Đây là điều mà tất cả chúng ta đều mong đợi.